kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 5, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức diễn ra. Bắt đầu chặng đường mới với không ít thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng. Nhất là khi tỷ lệ ủng hộ của người dân Nga đối với ông theo thời gian vẫn liên tục ở mức cao. Sự kiện không chỉ đánh dấu 25 năm ông nắm giữ quyền lực mà còn cho thấy sự thay đổi lớn của nước Nga. Điều mà ông Putin nhiều khả năng sẽ thúc đẩy trong 6 năm tới và xa hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở thành một trong những lãnh đạo tài nhiệm lâu nhất thế giới. Trong hơn 2 thập kỷ nắm quyền, ông Putin được ví như siêu anh hùng, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường thế giới và được nhiều người Nga tin yêu. Bất chấp nhiều thách thức mà nước Nga đang đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, đại bộ phận người Nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông Putin trong vai trò tổng thống. Đó cũng chính là lý do ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc hôm 17 tháng 3. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhậm chức trong sự ủng hộ và niềm tin gần như tuyệt đối của người dân Nga giữa muôn trùng thách thức từ bên ngoài. Hiện tại, cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa lắng dịu và mối quan hệ với phương Tây rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Kinh tế được xem là một trong những trọng tâm chính trong nhiệm kỳ 6 năm tới của ông Putin. Trên con đường xây dựng một nước Nga mới mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Bên cạnh đó, ông Putin có thể áp dụng chính sách cứng rắn hơn nữa với phương Tây, trong khi củng cố quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển. Theo TASS, kinh tế được xem là một những trọng tâm chính trong nhiệm kỳ 6 năm tới của ông Putin. Nhà lãnh đạo 71 tuổi cho biết nền kinh tế Nga hiện đứng thứ 5 thế giới tính theo sức mua tương đương và đặt mục tiêu đưa nước này vào top 4 sau 6 năm. Tổng thống Nga đã chỉ đạo chính phủ nâng tổng giá trị gia tăng trong ngành sản xuất lên ít nhất 40% vào năm 2030 so với năm 2022, giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17%, đồng thời tăng xuất khẩu mặt hàng phi tài nguyên và phi năng lượng lên tối thiểu 66%. Trong thông điệp liên bang lần thứ 19 trình bày trước Quốc hội Liên bang Nga hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này thuộc về sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Tổng thống Putin lưu ý, việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời khẳng định toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Vẫn tinh thần ấy, trong bài phát biểu tại Moscow sáng ngày 18 tháng 3, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố với chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả các công dân Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới, gồm các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu trong thông điệp liên bang cuối tháng 2. Ông hy vọng việc muốn được Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu đó. Trong thông điệp liên bang hồi tháng 2, ông Putin đề cập tới việc thúc đẩy phụ nữ sinh thêm con và tạo ra tầng lớp ưu tú mới. Ông nói, chúng ta có thể thấy những gì đang diễn ra ở một số nước, nếu các tiêu chuẩn đạo đức và gia đình đang bị cố tình phá hoại, đất nước bị đẩy đến bên bờ tuyệt chủng và suy đồi. Chúng ta chọn cuộc sống. Nga đã và vẫn là thành trì của các giá trị truyền thống, nền tảng của nền văn minh nhân loại. Ông cũng tuyên bố về thời đại của những anh hùng mới, nói rằng giới tinh hoa cũ đã mất uy tín. Ông nhận định, những người không làm gì cho xã hội, song tự coi mình là tầng lớp được nhận các đặc quyền và đặc ân, đặc biệt những người lợi dụng quá trình chuyển đổi kinh tế trong những năm 1990 để làm lợi cho bản thân, chắc chắn không được xem là giới thượng lưu. Những người phục vụ nước Nga, công nhân chăm chỉ, binh sĩ, người đáng tin cậy và chứng minh được lòng trung thành của họ là những người thực sự ưu tú. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong phần trả lời yêu cầu bình luận của Washington Post cho biết, mục tiêu của Nga là khuyến khích người dân của chúng tôi sinh càng nhiều con càng tốt nhằm tăng dân số đất nước. Trọng tâm trong tầm nhìn của Tổng thống Nga dường như là tạo ra một nhà nước hùng mạnh với các cá nhân hy sinh lợi ích riêng cho đất nước, như đàn ông có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu có chiến tranh hoặc cống hiến cho công việc, trong khi phụ nữ nỗ lực sinh con để đảm bảo dân số. Những lời hứa hẹn của Putin về tầng lớp tinh hoa mới ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm hào hứng của nhiều người. Kể từ khi nắm quyền Tổng thống vào ngày cuối cùng năm 1999, ông Putin đã định hình Nga như một khối thống nhất, không có chỗ cho phe đối lập, chính trị hay những bất đồng quan điểm và thúc đẩy sự tận tâm với các giá trị truyền thống. Dù vậy, một số người theo đường lối tự do bày tỏ hoài nghi về tương lai của tầm nhìn này. Người từng viết diễn văn cho ông Putin giai đoạn 2008 đến 2010, Abbas Galiamov nói, nhiều người trong xã hội Nga đã bắt đầu mệt mỏi với chính sách kinh tế thời chiến, với cuộc xung đột ở Ukraine cũng như lập trường chống lại phương Tây.
Galiamov còn làm cố vấn chính trị cho Điện Kremlin đến năm 2018, trước khi đưa ra những ý kiến chỉ trích các quyết định của Tổng thống Putin và bị cấp trên dọa sa thải. Giới quan sát nhận định, trong nhiệm kỳ thứ 5, ông Putin sẽ tiếp tục theo đuổi tầm nhìn này nhằm xây dựng một nước Nga mới, nơi không chấp nhận những người chống lại tham vọng đó. Quan trọng hơn, người đứng đầu nước Nga khi đề cập tới những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới đã cho rằng, trước hết, Nga cần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang Nga. Ông từng nói, tất cả các mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước đã được vạch rõ trong bản thông điệp liên bang và có được sự tin tưởng của người dân Nga. Mục tiêu chúng tôi là nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ, cũng như đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Tôi hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ cho phép chúng tôi cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu này. Tuy nhiên, nhiệm kỳ mới của ông Putin cũng đặt ra nhiều thách thức với nhà lãnh đạo kỳ cựu này. Theo tờ Neza Vizhimaya Gazete, nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Con đường phát triển của nước này kể từ khi Liên Xô sụp đổ dần được bộc lộ thông qua định hướng xuất khẩu kết hợp với việc chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ thành hàng tiêu dùng cho người dân, nhập máy móc, thiết bị, công nghệ và thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Giá xuất khẩu nguyên liệu thô càng cao thì các mặt hàng từ nước ngoài nhập khẩu vào Nga càng đa dạng, từ vật liệu xây dựng và đồ gia dụng đến máy bay tư nhân và thiết bị y tế công nghệ cao. Nhưng giờ đây, khi căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng, đặc biệt là do cuộc xung đột ở Ukraine, Nga phải đối mặt với nhu cầu tự mình giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và tài chính. Mặc dù vậy, theo ông Alexei Leonkov, nhà phân tích quân sự và biên tập viên của tạp chí Arsenal Otechesva, chiến thắng của Tổng thống Putin là yếu tố quyết định sự thay đổi trong quân đội Nga, đó là chạy đua công nghệ thay vì chạy đua vũ trang. Bởi trong khoảng thời gian ông Putin nắm quyền, Nga đã xây dựng chuỗi công nghệ bắt đầu bằng việc nghiên cứu và phát triển vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại cho lực lượng vũ trang Nga. Trước khi phát động chiến dịch ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022, ông Putin đã công bố sắc lệnh được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia Nga. Sắc lệnh đề ra các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ giá trị đạo đức và tinh thần truyền thống của Nga và gọi Mỹ là mối đe dọa trực tiếp. Sắc lệnh nêu rõ các mối đe dọa đối với giá trị truyền thống đến từ những tổ chức khủng bố và cực đoan, một số phương tiện và nền tảng truyền thông, hành động của Mỹ và các nước không thân thiện khác. Ông Putin chỉ rõ mục tiêu quan trọng là định vị Nga trên trường quốc tế như quốc gia giám sát và bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống toàn cầu. Trong khi tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Putin cũng đang chỉ đạo sự chuyển đổi quan trọng không kém trong nước, tái cấu trúc đất nước thành xã hội thời chiến và xem phương Tây là đối thủ trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga. Nhà phân tích ủng hộ Điện Kremlin Dmitry Chenin viết trong bài bình luận gần đây, người Nga đang sống trong thực tế hoàn toàn mới. Các bình luận viên Nga mô tả đây là sức mạnh cách mạng có thể thay đổi trật tự toàn cầu, vạch ra những quy tắc riêng, xây dựng mô hình mới thay thế cho mô hình phương Tây trong một thế giới đang được tái định hình bởi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng. Washington Post mô tả chuyển đổi mang tính lịch sử này giống như cuộc thập tự chinh của ông Putin. Chiến dịch ở Ukraine được xem là bước đi quyết liệt trong kế hoạch lớn của ông Putin nhằm khôi phục sự vĩ đại của Nga như siêu cường thời Liên Xô và thời kỳ của các sao hoàng trong 200 năm trước đó. Tuy nhiên, quá trình ông chuyển đổi nước Nga diễn ra từ trước đó rất lâu. Ông đã thể hiện sức mạnh quân sự của Nga khi đưa quân vào Georgia năm 2008, cũng như điều quân đội đến Syria và châu Phi. Bên cạnh thể hiện sức mạnh quân sự, ông Putin cũng chú trọng bảo vệ các giá trị mà ông coi là truyền thống của nước Nga nhằm chống lại ảnh hưởng từ phương Tây, từ đó biến Nga thành một đối trọng với các cường quốc châu Âu và Mỹ, cũng như lôi kéo sự ủng hộ của các quốc gia đang phát triển. Hãng tin TASS dẫn kết quả cuộc thăm dò mới do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga thực hiện được công bố ngày 3 tháng 5 cho hay, khi được hỏi về việc có tin tưởng Tổng thống Putin hay không, 80,8% người tham gia khảo sát đã trả lời là có, tăng 1,3% so với khảo sát ở tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Nga cũng tăng 0,4% so với kết quả của khảo sát trước đó, đạt 78,2%. Niềm tin của người dân Nga vào vị lãnh đạo của họ đã và sẽ tạo động lực cho chặng đường mới của Tổng thống Putin với nước Nga vững vàng trước những biến động lớn của thế giới.